Câu hỏi số 21, các bạn thấy last night, tối hôm qua đúng không? Đây là một cái thời điểm đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ. Nha, thì mình hãy nghĩ ngay đến thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Các bạn thấy rằng là gì, khi những vị khách của chúng tôi đến thì cô ấy chơi piano đúng không? Các bạn thấy là có hai hành động. Được chưa? Khách đến là xảy ra trước hay sau các bạn? Xảy ra sau. Cô ấy đang chơi piano là hành động xảy ra trước và kéo dài. Tối hôm qua, khi những vị khách của chúng tôi đến thì cô ấy đang chơi piano. Hành động xảy ra trước kéo dài sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Hành động xảy ra sau, cắt ngang hành động trước á, thì sẽ chia thì quá khứ đơn. Ở thì quá khứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ dùng was hoặc là were cộng với động từ thêm in. Tuy nhiên ở đây mình thấy chủ ngữ là she, được chưa? Khi thấy chủ ngữ là he, she, it và nhân từ số ít thì mình sử dụng was. Vậy đáp án chính xác của chúng ta ở câu thứ nhất là was playing. Ở phần sau thì sao? Phần sau là quá khứ đơn đúng không? Ở đây đang ở động từ nguyên mẫu này, các bạn thấy từ arrive là có quy tắc, được chưa? Arrive, đến. Vậy thì đã đến thì mình chỉ cần thêm d vào thôi, thêm d vào nha, arrived. Câu 22 chúng ta thấy từ soon, sớm đúng không? Có dấu hiệu của tương lai nha. Anh ấy sẽ đến và gặp bạn sớm thôi, được chưa? Đối với thì tương lai đơn á, thì mình sẽ dùng will cộng với động từ nguyên mẫu nha. Anh ấy sẽ đến và gặp bạn sớm thôi. Câu 23 sẽ là tôi sẽ đến ngay khi tôi hoàn thành công việc. Bạn đã sẵn sàng chưa? Được chưa? Chúng ta dùng thì tương lai đơn cho vế thứ nhất và vế thứ hai là thì hiện tại đơn. Trong câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa be lên trước chủ ngữ. Câu số 24, chúng ta thấy cái dấu hiệu đằng sau là gì? Cuối tuần tới đúng không? Nói về những điều sắp xảy ra trong tương lai. Bạn này nói là gì? Mẹ mình sẽ đến ở với tụi mình vào cuối tuần tới. Chúng ta có dùng will cho câu này không các bạn? Chúng ta sẽ không dùng will, mà chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho câu này. Khi mà các bạn nói với người khác á, là mẹ của mình sẽ đến ở với tụi mình vào cuối tuần tới, thì các bạn biết chắc chắn là mẹ đã lên kế hoạch, đã sắp xếp để đến thăm các bạn rồi. Và khi hành động đã có dự định, có sắp xếp, thì một là mình sẽ dùng be going to. Hai á, để chắc chắn hơn là khi mà biết chắc cái hành động này sẽ xảy ra, cái độ tin cậy cao á, thì các bạn sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn nha. Thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để nói về những sự việc sắp xảy ra trong tương lai, những kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai nữa các bạn. Cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn đó là chủ ngữ cộng am, is hoặc là are cộng với động từ thêm in. Khi mà chủ ngữ là I thì mình sẽ dùng là am, được chưa? Khi là he, she, it và danh từ số ít thì mình sẽ dùng với is. Nếu là we, you, they và danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ dùng are. Trong trường hợp này thấy mẹ là một người đúng không? Số ít thì mình sẽ dùng is cộng với động từ thêm in. Thì come này sẽ thêm in, được chưa? Động từ tận cùng bằng e thì bỏ e thêm in. Câu hỏi số 25, bạn sẽ dành thời gian cho kỳ nghỉ hè năm tới ở đâu? Vậy ở đây chúng ta sẽ hỏi về dự định này các bạn. Ở câu này thì chúng ta sẽ dùng be going to, bởi vì có dự định mà. Nếu mà nói về tương lai á nha, nếu mà nói về dự định á thì chúng ta sẽ dùng be going to. Còn nếu như mà cái việc đó bộc phát, mình không có sắp xếp trước á, mình chỉ hứa mình sẽ, ví dụ mình nói là trời nóng quá thì bạn B sẽ nói là để mình bật quạt cho, mình sẽ bật quạt cho bạn. Vậy cái hành động sẽ đó nó không có dự định mà nó chỉ bộc phát trong lúc nói thôi thì mình dùng will, được chưa? Trong trường hợp này hỏi về cái dự định này thì mình sẽ dùng be going to. Câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa be ra trước chủ ngữ. Câu 26, những bông hoa violet thì nở vào mùa xuân. Các bạn thấy đây là một sự thật hiển nhiên đúng không? Một sự thật hiển nhiên. Vậy thì mình sẽ chia thì gì các bạn? Chia thì hiện tại đơn. Các bạn thấy là những bông hoa violet này là số nhiều đúng không? Vậy động từ theo sau sẽ ở dạng nguyên mẫu. Nếu như chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít thì động từ theo sau phải thêm s hoặc es ở thì hiện tại đơn đúng không? Nếu là I, we, you, they và danh từ số nhiều á thì động từ theo sau giữ nguyên ở thì hiện tại đơn. Các bạn quan sát câu 27 mình thấy từ now, bây giờ đúng không? Thuộc về hiện tại và for 2 years
khoảng 2 năm. For đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Có now nữa thì mình sẽ chia hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Các bạn quan sát cấu trúc là hiện tại hoàn thành này, là dùng have hoặc has cộng cột số 3 đúng không? Nhưng mà hiện tại hoàn thành tiếp diễn cấu trúc là have hoặc là has cộng been cộng động từ thêm in. Nhớ nha, các bạn cứ nghe thấy cái thì gì mà tiếp diễn thì phải có in, được chưa? Phải có in đằng sau. Câu này có nghĩa là hiện tại chúng tôi đã không sống ở Anh được khoảng 2 năm rồi. Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ là gì đấy các bạn? Chủ ngữ cộng have hoặc là has cộng với been cộng động từ thêm in. Được chưa? Khi nào phủ định thì mình sẽ thêm not ngay vào đây, sau have hoặc là has. Chúng ta sẽ dùng has trong trường hợp là gì các bạn? Khi chủ ngữ là he, she, it hoặc danh từ số ít. Được chưa? Còn đối với chủ ngữ là I, we, you, they và danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ dùng have. Nhớ nha các bạn. Câu số 28. Các bạn thấy phía sau có từ just là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành đúng không? Vì nghĩa thì mình dịch này, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà bạn vừa nói với tôi. Rồi, vậy thì vế thứ nhất chúng ta sẽ dùng will, tôi sẽ không bao giờ quên. Đây là một cái lời nói không có dự định đúng không? Không có dự định thì chúng ta sẽ dùng will, còn khi nào mà có dự định thì dùng be going to. Rồi, những gì mà bạn vừa nói với tôi, cái hành động vừa nói là mới xảy ra gần đây thôi, cho nên là mình chia thì hiện tại hoàn thành. Câu 29, các bạn thấy dấu hiệu là at the moment. Ngay tại thời điểm này đúng không? Đây là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì là chủ ngữ cộng với am, is hoặc là are cộng với động từ thêm in đúng không? Ở đây chủ ngữ là they, cho nên động từ to be sẽ là are cộng với động từ prepare thêm in. Động từ tận cùng bằng e thì bỏ e thêm in. Ngay bây giờ họ đang chuẩn bị cho bữa tối Giáng sinh. Câu 30. Cái lần cuối mà tôi ở Cairo á, thì tôi đã đến những cái kim tự tháp, đến chỗ những kim tự tháp dựa vào cái con lạc đà mà bạn tôi đã mượn cái ngày hôm trước. Các bạn quan sát cái vế thứ nhất này, lần cuối cùng tôi ở Cairo, tôi đã đến chỗ những kim tự tháp đúng không? Đây là đang kể lại. Vậy thì hai cái động từ phía trước này sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Còn cái việc mượn lạc đà nó còn xảy ra trước cái việc đến kim tự tháp nữa các bạn. Vì vậy cho nên cái việc mượn lạc đà này á, sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Các bạn thấy động từ quá khứ đơn này, stay, ở đúng không? Đã ở, chuyển sang, thêm đuôi đi, được chưa? Ride là lái, cưỡi nha. Khi mà chuyển sang quá khứ đã cưỡi thì đây là động từ bất quy tắc, cho nên mình tra cột số 2. Ở bên dưới là thì quá khứ hoàn thành, mình sẽ có cấu trúc là had cộng với động từ cột số 3 hoặc thêm đuôi đi. Từ borrow ở đây là động từ có quy tắc, cho nên mình sẽ thêm đuôi đi nha các bạn.